Chập trùng nỗi bồng bềnh mây nương đồi xanh ngát xanh nơi đầu nguồn sông Lô địa đầu Tổ quốc. Phố mới rộng thênh thang uốn lượn xuống bậc thang đẹp như tranh vẽ ơi Hà Giang. Ta đi lên cổng trời bóng mưa mùa ban mai tiếng kèn ai tìm bạn ô xuề mây sáng mai. Núi rừng thay áo mới đừng ngô mưa xanh đồi em ơi cùng xuống núi đi chờ tình khâu vai. Xin chào tất cả các bạn nhé, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì Thắng đang có mặt tại khu vực thôn Hấu Chua. Thì bà con nhân dân thôn Hấu Chua đã tập trung ở đây. Đấy, tất nhiên là chỉ mấy hộ thôi, còn mấy hộ hôm nay là bắt đầu đang phải đi trồng ngô. Thì hôm nay xin được giới thiệu với cả các bác, các nhà hảo tâm xem qua kênh của Nguyễn Tất Thắng. Thì có bên chữ thập đỏ của huyện Mèo Vạc, chỗ đồng chí Sinh, và đại diện chính quyền địa phương là đồng chí Giang ở xã Giàng Chu Phìn thuộc quản lý của thôn Hấu Chua này. Thì hôm nay đến đây với cái chương trình là trao tặng cái máy của các nhà hảo tâm qua kênh của Nguyễn Tất Thắng, và Thắng có mời đến chỗ Hội Chữ Thập Đỏ và bên chính quyền địa phương đến đây và công nhận những cái chương trình mà Thắng đã đến và kêu gọi giúp đỡ cho bà con nhân dân thôn Hấu Chua. Thì qua đây thì Thắng đã kêu gọi hiện giờ đang là 66.640.000 của các nhà hảo tâm. Hôm trước thì Thắng đã công khai cái tên của các bác qua video rồi. Hôm nay thì Thắng cũng có nhận tiếp được thêm một số của các cô bác, các nhà hảo tâm, thì Thắng có thể bắn trên màn hình để cho các bác biết được. Thì hiện giờ thì mua máy, hôm trước quay video thì đã thấy, các bác đã thấy và bà con khênh đến đây, thì tổng cái máy này đã là hết 20.700.000 để đưa được về đến đây. Và còn cái số tiền còn lại thì là sẽ tí nữa thì Thắng sẽ bàn giao đây để cho thôn Hấu Chua nhận được là 3 triệu trước, là để cho bà con đổ xăng dầu để chạy lốt đa máy. Và mấy hôm nữa thì bà con hẹn là 10 ngày sau bà con sẽ làm nghiền bột đá, tại vì là còn đi làm nương. Thì thấy anh trưởng nhóm hộ này nói với cả Thắng là như vậy, là bà con xin là nghỉ hơn chục ngày để làm nương, đang đi trồng ngô, đang bắt đầu vào mùa đó, thì bà con sẽ tiếp tục làm.
Và bây giờ thì Thắng sẽ bàn giao lại cái số tiền là 3 triệu cho đại diện của thôn. Đấy, đại diện của thôn thì anh vừa anh Sò đâu nhỉ? Anh Sò ơi. 1 triệu, 2 triệu và 3 triệu là Thắng có bàn giao lại đây cho thôn, để tại vì là Thắng cũng về và mấy hôm nữa thì Thắng mới trở lại được, được đây. Đây anh Sò ơi. Đây là em gửi cho thôn là 3 triệu đồng. Đấy là để cho thôn mua máy mua dầu. Mua dầu để đổ vào máy này để nghiền bột đá. Chạy không tải chứ? Chạy không tải trước là một ngày đấy. Chạy một ngày đã đi mua dầu rồi mấy ngày, mấy cha thôi. Rồi ok. Đến đây là em bàn giao nhá. Tiền là 3 triệu đồng. Đấy. Và nữa thì ở đây thì có đồng chí Giang là bên chính quyền xã, có đôi lời muốn nói với cả các nhà hảo tâm trên kênh của Nguyễn Tất Thắng. Mời đồng chí Giang. Tôi là Nguyễn Tất Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giàng Chu Phìn. Thì hôm nay rất là vinh dự cùng dự tham gia cái lễ trao cái bàn giao lại cái máy nghiền bột đá cho bà con nhân dân thôn Hấu Chua. Thì cũng được tham gia với đồng chí Nguyễn Tất Thắng và hội chữ thập đỏ, đại diện hội chữ thập đỏ của tỉnh. Thì cũng không biết nói như nào hơn, thì cũng rất là cảm ơn kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng và các nhà hảo và hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã kết nối giúp đối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bà con nhân dân thôn Hấu Chua để đổ mới một tuyến đường bê tông. Thì trong những năm gần đây ấy, thì cũng được sự quan tâm của nhà nước để đổ các tuyến, đầu tư đổ các tuyến đường bê tông nông thôn. Tuy nhiên thì để đổ bê tông vào các nhóm hộ nhỏ lẻ như thế này thì vẫn còn đang thiếu rất là nhiều nguồn kinh phí. Thì vừa qua cũng rất là may mắn cho bà con thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn cũng được kênh YouTube Nguyễn Tất Thắng và Hội Chữ Đỏ tỉnh kết nối với các cái nhà hảo tâm. Thì qua đây cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ cho bà con dân thôn Hấu Chua. Thì trong cái thời gian tới, tiếp theo thì cũng rất là kính mong các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho bà con dân để hoàn thành sớm, hoàn thành cái tuyến đường tại thôn Hấu Chua để cho bà con dân khắc phục những cái khó khăn trong quá trình mà lao động sản xuất rồi đưa con em bà con đưa con em trẻ nhỏ đến trường đi học thuận tiện hơn. Cảm ơn ạ. Vừa rồi thì các bác cũng đã được nghe lời nói chuyện tâm sự của đồng chí Nguyễn Gia Giang, Phó Chủ tịch xã, gửi đến các nhà hảo tâm và hội chữ thập đỏ bên chỗ cơ quan Tất Thắng và hội chữ thập đỏ huyện Mèo Vạc. Và qua đây thì Thắng cũng rất mong rằng là các quý nhà hảo tâm xem được video cũng có thể tiếp tục đồng hành cùng kênh của Tất Thắng để giúp được bà con có xi măng để đổ lên được đến đỉnh cuối nhà là nhà của em Xính đó. Tính ra là cũng phải hơn một cây số đường á, và hiện giờ mùa này cũng đang nước nôi là cũng hơi khó khăn, thì bà con sẽ cố gắng là khắc phục để dự trữ sớm cái nguồn nước để có nước được đổ đường. Tại vì ở trên vùng cao núi đá này các bác biết rằng là nước đồi cũng rất là thiếu thốn, và cái đường xá đi lại từ đây ra để mua nước mua viết thì các bác biết rằng là nước đồi đắt lắm, nếu mà để đổ đường thì không thể nào đổ được. Thế mong bà con là sẽ cũng sớm là khẩn trương là tìm cái chỗ mà để cho nó có nước để đổ được đường, và bà con đi làm nương ngô cũng sớm trở lại đây để làm cái tuyến đường này để cho bà con có đường đi lại, phát triển kinh tế và đưa con trẻ nhỏ đi học cho nó kịp mấy cái tuyến đường mà mình đã đề ra trong cái đợt bảo là sẽ cố gắng trong vòng khoảng 2 tháng, đúng không anh Sò? Đúng rồi. 2 tháng là sẽ xong cái đổ xong cái tuyến đường này. Nghĩa là trồng xong và chưa đến vun ngô đợt 1 là mình đã phải đổ xong đường rồi. Đúng không? Rồi ok, thế thì cố gắng cao. Rồi bây giờ qua đây cảm ơn anh Giang cũng bớt chút thời gian là lên đến đây. Chào bà con, không là
có thể là sẽ hôm khác sẽ gặp lại, tại vì bây giờ sớm là còn phải đi về Hà Giang nhé. Chào anh em nhé. Xong là hôm khác thì lên gặp lại, tại vì hôm nay không ở lại được nữa. Ở đến ngày hôm nay là ngày thứ tư rồi. Đấy. Ở với bà con lên đây là ngày thứ tư rồi. Nên là chào anh ấy nhá. Rồi, đưa con đi học à? Em về sớm, em đưa con đi học, em về lâu rồi. Cái tiền cẩn thận vào nhá. Đấy là hôm nào mà cái số tiền như nào đấy thì xong mà hôm nào bắt đầu nghiền bột đá để đổ ấy thì báo lại cho em để em lên thì để chuyển tiền mua xi nhá. Đây là tiền thì bây giờ cứ thống nhất là em là sẽ bàn giao cho anh ấy nhá, là đại diện nhóm hộ là nhận tiền là để đi mua đồ đấy cho nó dễ, chỉ có một mối thôi. Anh mua cái gì thì anh có thể anh biết chữ không? Biết, anh có điện tao là cháu con đồ xi đá này ba triệu mới giàu để đủ làm mấy ngày thôi. Không, bây giờ là 3 triệu này là không phải là ấy đâu, em mua để cho anh chạy lốt đa và còn đâu là anh mua đổ chạy mấy ngày đi nhá, khi nào hết thì lại gọi em lên chạy liên tục nhớ chưa? Thì mới sát đá được, bây giờ mà sát đá luôn là không được. Nhưng mà đổ là đổ giật lùi từ đây xuống à? Hay là đổ từ dưới kia lên đi. Đất thì đất có khó cho đá sát đây thì không chịu khó chuyển tí, ở chỗ nào có thì mình mới chứ, có nghĩa mình nghiền ở đây đúng không? Nghiền gần nhà đây đúng không? Mình tập kết đây thôi. Ok, thế còn đâu là đổ từ dưới kia lên đúng không? Vâng. Em bảo này, nếu mà những cái hộ nào mà họ ở dưới bả vi, họ cao cao ở đây này, những cái hôm nào mình nghiền đây rồi thì cái hôm mà đổ ấy thì nhờ họ, tại vì họ cũng có nương ở đây thì nhờ họ tăng cường một hai hôm cũng ra thôi mà. Đúng rồi. Thì sau này họ đi chở ngô thì tốt quá, có đường mình đổ. Không phải không cho, mình nghiền đá đây những cái hôm mà đổ ấy chỉ nhờ họ một buổi thôi, bảo là hộ bọn tôi đấy là đường các ông lên đây làm nương cái đoạn thấp thấp dưới này thôi, chứ còn đoạn trên này thì là của mình đi thì mình phải làm thôi đúng không? Bà con đi lại thì bà con làm thôi. Chứ còn nếu mà bảo là họ lên đây đổ thì ai họ lên đấy, những cái đoạn dưới thôi, khoảng cái đoạn ngang dưới ấy. Vâng, thì họ là nhờ họ giúp đấy, đây là nhờ thôi, chứ họ không giúp thì mình vẫn phải làm để đi mà. Rồi bây giờ là tiền ấy thì là đây nhá, anh chứ đây là hai anh em đúng không? Đấy, anh này là ông anh đúng không, là trưởng nhóm hộ này đúng không? Trưởng nhóm không? Hay có bầu là trưởng nhóm không? Hả? Đúng. Đúng à? Không chịu bầu nữa nhé. Tự bầu à? Đấy là bàn giao lại tiền cho bác này. Dùng cái gì mua cái gì, là ví dụ mua 1 lít dầu bao nhiêu tiền thì cũng phải có một cái sổ ghi vào. Đúng rồi, chỉ mua theo can thôi. Tính nước can là phát ra biết. Ngày hôm nay là 12, 13 chẳng hạn, mua một can bao nhiêu lít đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng đội này nhiệt tình lắm, anh nhìn thấy xem đường. Đây mấy tháng, 3 tháng nhỉ? 3 tháng làm cái nền này gì nữa. 18 hộ chả quyết tâm như này là quá quyết tâm này. Gần vào mùa mưa thì nhanh, không đến lúc mưa xuống là cái nền đường nó hỏng hết. Đúng rồi. Không kịp luôn. Bây giờ bà con là đi trồng ngô 10 ngày là 10 ngày thôi. Xong là về cái này đóng cái này đi để cho nghiền bột đá đi. Bởi vì mà mưa thì mới làm được. Mới cày được, nhưng không mưa thì lại cày không được. Cái này nương này cũng lại phải chờ à? Chờ mưa đúng không? Ở khu này thì hạn lắm, đến khoảng tháng hơn nữa có khi mới rắc được mưa. Tốt nhất là cứ chạy cho ta xong thì chưa làm được thì cứ sát đi tội gì, đúng không? Quy định là 10 ngày. Không, bây giờ là như này, bây giờ mai hôm nay chạy luôn dầu luôn, lốt đa luôn đi. Tí thì lấy dầu về chạy luôn đi nhá. Họ bảo cái ông hôm đấy dặn là chạy 1 ngày đúng không? Đúng rồi. Nếu mà mình chạy được hơn nhiều cũng được, tốt hơn. Để mà chạy, nếu mà bắt đầu chạy sát luôn thì máy đấy không được. Dạ. Chạy cái ngày rưỡi đi. Chạy ngày rưỡi á? Xong rồi đổ. Xong rồi đổ thay dầu, nhớ đổ nước vào đây nhá. Họ bảo thay đổ nước, đổ nước đều thì cái này phải phao nó lúc nào cũng phải cao đấy. Đấy, thế là bà con như này là cứ ấy nghiền tập trung. Mấy em bác này là chịu khó lắm, nhiệt tình nhá. Em vào đây làm thì biết rồi mà. Mấy ông này cũng thế, chịu khó. Ông này là nhà cao nhất này này. Ông này là cũng đã được hỗ trợ vừa rồi là 5 triệu. 5 triệu cũng phải 6 triệu mấy rồi đấy. Nhà này là được hỗ trợ là có đang nuôi lại hai đứa cháu bố chết à?
Mẹ đi lấy chồng bên Trung Quốc đúng không? Mồ côi. À, lấy chồng Việt Nam. À, nên là ở lại với cả chú. Ừ, nhà trên đỉnh trên này à? Đỉnh cao nhất. À. Trên này có 24 hộ đúng không? 24 hộ nhưng mà nó chia bên kia là 9 hộ à? Riêng đúng không? Nhiều người là cũng có bảo có một kênh nào đó quay bên kia nhưng mà nó cứ nhầm sang bên này đấy. Thế là giáp tiệc cô si vào. Hả? Đấy, vất vả đấy, cao. Nên ở trên đấy làm sao có nước được? Có. Trên này xuống. Yeah. Nhưng mà đội này bảo là ấy bạt mà không dùng bạt để chứa nước thì lấy ở đâu ra? Đâu? Nước ở đâu ra? Nước đây có. Nước này sao đủ cái tí? Đây nữa. Đổ đường mà. Trên núi có nước. Trên này vẫn còn à? Trên còn mỏ nước nữa. À. Làng Mông ăn nước ở đây à? Phải không ạ? À? Đấy. Đây đây. Bên này thì nó có nước bên kia chứ. Bên này thì nó bên kia chứ, dây to bên kia. Bên kia hả chú? Cái này cũng là làng văn hóa Mông là cũng dùng nước này đây. À, cũng dùng hết à? Bây giờ bên kia to hơn, bên kia dây to lắm. Đấy. Ừ. Thế đi nhỉ, anh Giang nhỉ? Vâng. Rồi, chào bà con nhá. Chào nhá. À, hôm khác gặp lại nhá này. Bảo khoảng 10 ngày nhá. 10 ngày là sẽ trở lại đấy. À. 10 ngày xem là nghiền bột đá bột nước như nào ấy. À, chưa, bây giờ chưa trồng ngô thì cứ 5-7 người làm. Đừng có ra đông quá hùm hùm ra là không giải quyết gì đâu. Cứ chia ra khoảng 5-7 người ra làm nhá. À. Cho chú Sinh chú đi cùng với cả anh Giang xuống. Xe anh ấy xuống rồi em đi bộ xuống. Đi bộ à? Ừ. Chiều ấy thôi, em anh cứ đi xuống đi. Cho em hai xe đi xuống với. Vừa ngại đi bộ lên mỏi chân quá. Và chú ngồi xem anh Giang đi. Vâng. À, lấy hai xe giờ hai anh này xuống chú đi bộ lên về đời mất. Đi bộ ở đây tắt một hồi. À thế thôi được rồi. Thôi được rồi, đi bộ cùng chú Sinh cho nó khỏe chân. Thôi được rồi, chú bảo đi được rồi. Thế đi bộ. Thôi chào nhá. À, cố gắng nhá. Ừ. Đi lên được đi xuống hơi chùn chân đấy nhé. Hôm có hôm em đi tít từ trên đi xuống đi bộ. Cái này mà nó mưa xuống mà cái đường nền này nó không ấy là vất vả đấy, lại còn phải đập đá thêm cho vào đấy. Nhằn phết đấy. Thắng sẽ di chuyển về đấy. Hẹn gặp lại thôn Hấu Chua vào một hôm khác. Hôm nay là do Thắng ngày đầu tuần rồi, Thắng phải trở lại cơ quan sớm để tối chiều nay có mặt ở cơ quan rồi. Chạy thẳng về nhé. Thắng đã lên đây từ hôm thứ Sáu, các bác biết là nằm ở đây và mua máy mua nước cho bà con. Và Thắng xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm. Rất mong các bác xem và ủng hộ cho kênh của Tất Thắng và ủng hộ cho thôn Hấu Chua. Hãy gọi điện cho Tất Thắng là qua số điện thoại 0834 335 335 để giúp đỡ thôn Hấu Chua có được thêm tiền và những cái vật chất nữa để cho bà con có thể đổ được đường. Đó. Máy hôm nay đã bàn giao cùng chính quyền địa phương lên đến nơi rồi.